buổi sáng ở thôn quê nước Pháp, không có một bám ngư luôn, có Chủ nhật mà. chỉ có gia đình mình Chủ nhật là hiếm bao giờ có người bên ngoài á. à. Thứ bảy chủ nhật là không có một bóng người hả? Văn hóa Pháp, Chủ nhật là mấy gia đình là phải đi ăn ở nhà nội hay là ngoại á? Ông ngoại bà ngoại hay là ông nội bà nội? Là văn hóa Pháp à? Nói tiếng Phú Yên, ông nội bà nội. À, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại. À, đúng rồi, nói vậy đúng ở trong thôn của người ta nói cái tiếng Phú Yên ớn quá hả. Nhưng mà em thấy tiếng Phú Yên ở đâu cũng có một cái đặc sản riêng, một cái Nên tiếng nói riêng mấy người coi video này phải biết là đang ngồi tay nói tiếng Việt chứ. miền Bắc hay Sài Gòn á Đây là miền Trung. thì cũng có nhiều mấy người ngồi tay nói tiếng Phú Yên là hiếm có á. Hiếm cơ. Đây cũng là cái bến của Speed. Đi lên thành phố Lyon có mấy euro thôi anh ha, 2 euro rưỡi à? 2,5 euro mà đi 3 tiếng. Mới sáng mà mặt trời nóng à. Mới sáng mình nóng rồi. Nắng. Bonjour. Ở đây là cái nhà gì vậy chồng? Viện dưỡng lão hả? Hả? Cái này dành cho nhà cho người già hả? Nó là nhà bình thường á. Bình thường hả? Ở đây lăng nấy có nhiều người già thôi. Đây là này có nhiều người già hả? Đúng rồi á, không có người, lâu không có một người Đấy, bà giống già. như Liam đi học năm này á, trong lúc của Liam có năm tuổi còn à. Cái em Thôi đưa. bằng Liam á, lần đầu đi học á, có năm tuổi còn à. Một làng bự như vậy mà chỉ có 5 đứa nhỏ thôi, 5 đứa nhỏ mà tuổi Liam Đó. Nên trong lớp của Liam á là giống như bằng hai lớp cũng nhiều á. mà cũng mười mấy con à. Lớp ô thân của chú Siêu Hân á. Mới sáng đi leo núi. Em đi coi thử đi. Wow, đi em đẹp trai dữ ta. Nè đi em đi đâu á? À, đi bên kia hả? Hồi nãy mình đi xuống dưới đây. Alex mới dẫn đi lên cái dốc đây. Bonjour. Nó thấy xe cứu hỏa là nó rắn nó chạy. Sáng
không khí nó mát. Ôi xí anh em con đừng qua đường nha. Ở đây là xe cứu hỏa. Hai cha con thấy xe cứu hỏa thích quá vô coi. Em đeo kính hả? Chút nữa đi em đi kia hả? Không, cảm ơn con trai. Muốn ăn bông bông hả? Cho rớt hả? Được. Không biết ông ba mở ơi, vì không có con mở được. Mẹ cầm. Ok. Rồi. Mở rồi. Không mở rồi. Đó, đấy một miếng nữa. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Rồi không bỏ vô hả? Lấy luôn hả? Cất vô luôn. Cất cái bông bông vô.